chào chị Mỹ Vân. Thật là tuyệt vời. Xin chào Plang Thiết, mời bạn ngồi. Vâng, em chào chị. Rất vui được chào đón bạn tới với Sao Mai Tự Chuyện của chúng tôi. Vâng, em chào chị và chào quý vị khán thính giả. Quý vị thấy là ngày hôm nay thì Sao Mai Tự Chuyện rất là khác đúng không ạ? Có cả âm nhạc đến đây nữa. Plang Thiết là người dân tộc Paco. Hôm nay Plang Thiết cầm cái còng và cái áo thổ cẩm mà Plang Thiết đã mặc cách đây hơn 15 năm rồi. Plang Thiết có muốn nhìn lại hình ảnh của mình lúc đó không? Ôi, có ạ. Nhìn mà Plang thấy thương quá. Vừa đen, vừa gầy này, vừa thấp bé này. Thế nhưng mà lại được giải cao. Điều đó mới là điều đáng khâm phục. Lúc đấy thực sự là tiếng phổ thông cũng chưa được như bây giờ. Plang Thiết từ Á Lưới thì được xuống Huế học. Từ Huế thì lại được đi thi các trường dân tộc nội trú văn hóa thể thao. 98 thì lại được gặp cố nhạc sĩ An Thuyên, gặp các thầy và các thầy cũng tạo điều kiện cho đặc cách Plang Thiết về trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội học. Thời đấy là trường cao đẳng thôi. Thì Plang Thiết lại tham gia Giọng Hát Hay Hà Nội. 2002 thì 2003 thì là Sao Mai rồi. Một chàng trai thuần từ núi rừng về với thủ đô này, rồi lại đến với Tuần Châu Quảng Ninh. Dạ, vâng. Một cái sân khấu mà Mỹ Vân nhớ là hồi đó rất là hoành tráng. Quá hoành tráng. Vậy thì đâu là cái động lực để cho bạn có thể tự tin đến như thế? Cũng bằng cái khả năng, cái đam mê âm nhạc của mình. Plang Thiết đam mê âm nhạc và ca hát từ lúc còn bé. Cũng chính vì cái đam mê đấy thì Plang Thiết vượt qua những cái suy nghĩ. Và Plang Thiết cũng rất là may mắn chinh phục được ban giám khảo cũng như quý vị khán thính giả. Cháy hết mình. Mà chính cái đấy cũng là cái mà Plang Thiết nghĩ rằng làm cho ban giám khảo cũng như là quý vị khán thính giả quên một Plang Thiết da nâu mắt sáng, vóc dáng thấp bé nhỏ cân. Lúc nãy thì trong cái đoạn clip mà chúng ta xem thì Mỹ Vân thấy Plang Thiết hát một bài hát dân tộc và đánh còng, chắc là cái còng này đúng không? Vâng. Và mặc cái áo kia. Đúng cái còng này, đúng cái áo này, đúng cái dùi này. Là như vậy là bạn đã giữ 15 năm nay. Vâng. Cái còng này không phải thời bố đâu. Từ thời ông từ trước đấy là đã có cái còng rồi. Khi mà được xướng danh là Plang Thiết giải nhì của Sao Mai thì như thế nào? Nhớ lại cái khoảnh khắc đấy thì thực sự là lúc mà nhận giải, lúc mà đọc thì Plang Thiết đang lang thang xa với sân khấu mà. Plang Thiết nhớ là đi về Quảng Ninh thì cái còng này là cái âm hưởng của nó rất là không định hình được, không định âm được. Plang Thiết đi mua một cái đàn guitar, lúc đấy đang cầm guitar, đang lang thang đang hát thì anh nó vụ sướng lên Plang, Plang, Plang Thiết. Không biết gửi guitar vào đâu, cuối cùng cũng gửi một người nào không hề quen biết. Chạy ra thì thực sự là cũng ứa gạn nước mắt, cứ nghĩ là không được giải gì hoặc là giải phụ thôi, thì lúc đấy thì đang chơi thì không thấy đâu, không thấy thì thôi thì mình cứ lang thang đi chơi đi xem, cuối cùng lại được sướng tên rồi, quá hạnh phúc rồi chị ơi. Quá hạnh phúc luôn. Nhận giải xong quay ra thì cái đạt cũng ra đi, không biết đấy cũng là một cái kỷ niệm, không đúng tìm lại nó, được người mà mình đã gửi. Vâng, mình đã gửi. Có quá nhiều kỷ niệm rất là sâu sắc. Dân thương mà dân quý nhiều lắm, ra kia hết chưa về dù thương núi nhớ người con gái ta thôi. Qua
cái câu chuyện mà Mỹ Vân đã vừa trao đổi, vừa trò chuyện với ca sĩ Plong Thiết, thì điều mà toát lên ở đây đó chính là nghị lực của một chàng trai. Và gặp rất nhiều những khó khăn, gặp rất nhiều những trở ngại, nhưng mà chỉ với nội lực của mình, với tài năng, với giọng hát thiên bẩm của mình mà anh ấy đã vượt qua tất cả những trở ngại đó để có thể chinh phục được khán giả, chinh phục được ban giám khảo để trở thành một ca sĩ Plong Thiết ngày hôm nay. Vậy thì các bạn thí sinh của Sao Mai, tại sao chúng ta lại ngần ngại? Tại sao chúng ta không dám thử sức mình ở Sao Mai hoặc cũng có thể là những sân khấu khác nữa? Bởi vì cánh cửa luôn luôn mở rộng với tất cả chúng ta, miễn rằng chúng ta có đam mê, có khao khát chinh phục những đỉnh cao đó thì chắc chắn là các bạn sẽ thành công. Plong Thiết rất là mong muốn tất cả các thí sinh, nếu thực sự có giọng hát hay, có nội lực, có một trái tim của nghệ sĩ thì các bạn hãy đến với Sao Mai. Đây là một sân chơi công tâm và công bằng. Các bạn sẽ được Sao Mai phóng lên và trở thành một nghệ sĩ như Plong Thiết. Plong Thiết muốn gửi gắm tất cả Sao Mai cũng như những người đã yêu mến Plong Thiết cái bài hát mà Plong Thiết đã từng đạt giải nhì Sao Mai năm 2003 với cái cổng của mình. Rất là hay, rất là tuyệt vời. Cảm ơn Plong Thiết rất là nhiều. Bạn đã đem đến cho Sao Mai Tự Truyện ngày hôm nay một cái màu sắc rất là mới. Và trở lại với các mùa Sao Mai thì chúng ta thấy rằng là đó thực sự là một sân chơi để cho các bạn thỏa sức sáng tạo, thỏa sức bay bổng với tất cả cái trí tưởng tượng cũng như là nội lực và khả năng của mình. Hãy đến với Sao Mai, còn chần chừ gì nữa đúng không nào? Và bây giờ thì Mỹ Vân cũng như là Plong Thiết xin kính chào tạm biệt quý vị.